Xin chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách đặt quảng cáo trên video tăng thu nhập cho kênh Đã Bật Kiếm Tiền Rồi nghe anh em. Video này dành cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình ha. Mình cố gắng thu gọn thật là gọn luôn, nhưng vẫn đầy đủ nội dung cho anh em. Anh em lưu ý là video của anh em phải từ 8 phút trở lên mới thiết lập được quảng cáo nghe anh em. Theo mình biết là như vậy. Bây giờ mời anh em xem tiếp video. Bây giờ mình sẽ truy cập vào trình duyệt Chrome và truy cập vào trang studio.youtube.com nghe anh em. Bây giờ mình sẽ phóng to nó ra, chọn vào biểu tượng nội dung, chọn vào tiêu đề video mà anh em muốn đặt quảng cáo, chọn vào biểu tượng kiếm tiền. Tiếp tục thì anh em sẽ tìm giùm mình cái biểu tượng là trình chỉnh sửa. Nó sẽ xuất hiện như anh em thấy trên màn hình. Lúc này mình sẽ thu nhỏ lại chút xíu để anh em có thể nhìn được hết cái phần này. Anh em chọn vào đúng cái điểm này, chỗ mà YouTube nó đặt quảng cáo cố định, nó mới xuất hiện cái chỗ như anh em thấy. Bây giờ anh em chỉ việc di chuyển cái thanh điều chỉnh đến vị trí cần đặt quảng cáo. Rồi anh em chọn vào điểm chèn quảng cáo. Vậy là xong. Rất đơn giản anh em. Còn anh em muốn xóa điểm chèn quảng cáo, anh em chọn vào cái biểu tượng xóa. Vậy là xong. Sau khi đã chèn xong rồi thì anh em nhấn vào chữ lưu, như vậy là hoàn tất. Vì video của mình có 8 phút, 2 điểm quảng cáo là được rồi, nên mình để vậy nghe anh em. Anh em chú ý một điều duy nhất là video của anh em phải từ 8 phút trở lên mới tự đặt quảng cáo lên video được nghe anh em. Theo mình biết là như vậy, và theo thời gian YouTube cũng có thể thay đổi nghe anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.